chào cả nhà yêu Lan. Lại là mình đây, Hoa Lan Review. Phi điệp năm cánh trắng lâm sung là mặt hoa điểm đám mây biểu đặc trưng của hàng va. Hoa Lan đột biến. Năm cánh trắng muốt, mũi trắng, khuôn mông đẹp. Năm cánh trắng lâm sung cái tên độc đáo trong giới Lan phi điệp đột biến Việt Nam. Đây một vị anh hùng nghĩa hiệp trong 108 anh hùng lương sơn bạc. Với vẻ đẹp độc đáo của mình, chúng là một trong những dòng Lan năm cánh trắng lưỡi bể tam độc đáo trên thị trường. Nếu bạn nghi ngờ này, hãy đọc bài viết sau đây của chúng tôi nhé. Nguồn gốc Lan năm cánh trắng lâm sung ở đâu? Wow, 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 wow. Sau đó dòng này nhanh chóng được nhân giống và chia sẻ với anh em trong khắp cả nước. Tùy từng vùng có điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm và cách chăm sóc khác nhau mà mặt hoa sẽ biến đổi một chút. Tuy nhiên chúng chỉ biến đổi về mặt biểu hình chứ không phải biến đổi về gen. Vì thế nếu được quay lại với môi trường cũ thì màu sắc cánh hoa lại quay về ban đầu. Mặt hoa năm cánh trắng lâm sung. Các bác có thể xem thêm nhiều mặt hoa về dòng năm cánh trắng này để nhận biết được chúng dễ dàng hơn nhé. Nhận biết năm CT lâm sung như thế nào? Để tránh mua phải hàng giả, hàng xổ số thì việc nắm rõ các đặc điểm của lan năm cánh trắng lâm sung là điều bắt buộc phải biết. Dưới đây là những kinh nghiệm để nhận biết dòng này. Do các đặc điểm của năm cánh trắng nói chung không có quá nhiều sự khác biệt với nhau và rất khó.